Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Có lẽ mọi người không còn quá xa lạ với những chiếc laptop đến từ hãng HP. Ở phân khúc gaming, HP đã cho chúng ta thấy họ không hề kém cạnh khi cho ra mắt những chiếc laptop vô cùng chất lượng. Hôm nay, mình muốn giới thiệu đến mọi người chiếc laptop HP Omen 16. Có thể nói nó đang là một chiếc laptop gaming hoàn hảo bậc nhất của HP. Hãy cùng mình khám phá xem có gì đặc biệt ở chiếc laptop gaming này nhé. Nhìn tổng thể bề ngoài của chiếc laptop này khá đơn giản, với màu đen nhám được bao phủ toàn bộ vỏ máy, làm cho chiếc laptop này trông rất mạnh mẽ, đậm chất gaming. Tuy nhiên, điều làm mình khá ấn tượng đó là logo đổi màu được đặt ở chính giữa, cực kỳ nổi bật, làm cho chiếc laptop này không còn quá đơn điệu mà có chiều sâu hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì chiếc laptop này có kích thước là 2,3cm và không quá nặng, chỉ 2,3kg. Đây là kích thước và cân nặng khá hợp lý của một laptop gaming. Bạn có thể thoải mái mang ra ngoài để học tập và làm việc ở bất cứ môi trường nào. HP Omen 16 có màn hình 16.1 inch Full HD, trang bị tấm nền IPS, tần số quét lên đến 144Hz sẽ cho bạn góc nhìn siêu rộng cùng chất lượng hình ảnh vô cùng mượt mà sống động. Bạn có thể thoải mái làm việc trên chiếc laptop này. Chiếc màn hình này còn có độ bao phủ màu 100% sRGB cùng độ sáng lên đến 300 nits. Đây là một điều cực kỳ hữu ích với những ai làm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp khi mang đến chất lượng hiển thị cực kỳ chính xác. Bên cạnh đó, HP Omen 16 còn được tích hợp thêm công nghệ Low Blue Light giúp bảo vệ mắt và sức khỏe người dùng khỏi ánh sáng xanh. Khung viền màn hình được thiết kế cực mỏng, các cạnh bo tròn để tối đa diện tích cho màn hình. Tuy cạnh viền mỏng nhưng vẫn được trang bị một webcam để đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc trực tuyến. Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có Intel Core i7 11800H với 8x16 luồng, 16GB DDR4, tần số quét lên đến 4.6GHz. Bạn có thể thoải mái xử lý các tác vụ văn phòng như Word, Excel, PowerPoint cực kỳ mượt mà. Bên cạnh đó, dung lượng SSD của chiếc laptop này lên đến 1TB, giúp lưu trữ được lượng dữ liệu khổng lồ và khiến tốc độ đăng nhập vào máy của bạn cực kỳ nhanh chóng. Cùng với đó, chiếc laptop này được tích hợp các đồ họa NVIDIA RTX 3060, giúp những ai làm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, chỉnh sửa hình ảnh hay video trên các phần mềm Photoshop, AI cực kỳ mượt mà. Về phần bàn phím, chiếc HP Omen này là bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, độ nảy tốt, tạo cảm giác cực kỳ thoải mái khi gõ. Nên bàn phím còn được trang bị thêm đèn LED RGB. Bạn có thể setup màu theo ý thích, giúp người dùng có thể thoải mái sử dụng, kể cả trong môi trường thiếu sáng. Touchpad cho cảm ứng đa điểm, phần touchpad rộng rãi khiến các cú di chuột của bạn rất mượt mà. Với touchpad như vậy, bạn có thể dùng mà không cần chuột rời. Chiếc laptop này có đầy đủ các cổng kết nối để bạn thoải mái làm việc, bao gồm một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, 3 cổng USB 3.1, một cổng Thunderbolt 4, một khe thẻ SD, một cổng mạng LAN, một giắc cắm tai nghe. Với hệ thống các cổng kết nối cực kỳ đầy đủ như vậy thì bạn có thể truy xuất hay kết nối với bất cứ một thiết bị ngoại vi nào. Dung lượng pin lên đến 6 cell, 83Wh. Có thể nói đây là dung lượng pin khá lớn để bạn thoải mái chiến game cả ngày mà không lo hết pin. Cuối cùng, điều mình ấn tượng nhất không thể bỏ qua của chiếc laptop gaming này đó là tản nhiệt. Được thiết kế với hệ thống tản nhiệt cả cạnh bên và phần đáy, giúp tối ưu hệ thống làm mát. Với hệ thống làm mát này của Omen thì bạn có thể yên tâm chiến các game mà không lo máy bị nóng hay là giật lag. Tóm lại, với một chiếc laptop hiệu năng khỏe, màn hình đẹp, có thể làm được cả đồ họa chuyên nghiệp, cùng với thiết kế tối giản nhưng đậm chất gaming thì bạn không thể bỏ qua chiếc HP Omen 16 này. Một chiếc laptop hướng đến mọi đối tượng người dùng và mức giá thì đang cực kỳ hấp dẫn tại An Phát. Bạn có thể ấn vào link ở dưới để tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.